Bye. Cứu tôi, cứu tôi. Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Ra với trưởng nhá. Ra với trưởng nhá. Rồi, đi ra trưởng. Rồi, hai anh em đang kết hợp thả chân. Nó kéo đi, trưởng thả chân đó. Bắt nó đang cất lên. Đang xả dây các bạn ạ. Đang chọn vị trí để cột dây diều nha. Khi mà diều nó bay lên tới một cái độ cao nhất định thì mình sẽ đi chọn cái vị trí để cột dây diều. Ủa cháu còng kêu to phết nhiều lắm. Đó đẹp phết đấy. Người cầm một cái guồng dây này để phụ, còn anh này anh điều khiển diều nhé. Đấy, anh điều khiển diều đang xả dây đấy. 200m rồi, rồi bắt đầu rướn diều lên này. Đang rướn diều lên nha. Đấy, kéo diều cho rướn lên này. Rướn lên này. Phần diều đang khi mà nó rướn này, con diều nó ăn gió no tròn này, chúng ta lại tiếp tục chạy. Hai người bơm maximum tốc độ chạy 450 km/h, chạy lắm. Kéo sáo á. Đeo là nó không quét. Thôi dưới này đi. Đang bơm đấy. Thử quát đây đi. Thằng lắm. Hoặc là gốc trứng cá đó, ngày hôm qua mới đẻ gốc trứng cá đó. Đó nó lại phi lên, nó êm được. Ở trên bầu trời chúng ta đang có hiện tại như là thập cẩm các loại sáo.
sáo chuông này, sáo còng này, hòa âm này, hòa còi này, còng ba này, còng vang luôn này, còng còi này, diều 4,5 m này, có tổng cộng là 10 con diều đang bay trên bầu trời cánh đồng diều vào một buổi chiều. Đang công đoạn chằng sáo đây. Rồi chúng ta đã chằng xong cái dây chữ A để giữ cái con sáo cái. Chúng ta sẽ cột cái dây đuôi này lên. Rồi chúng ta chằng dây đuôi đã xong rồi, chúng ta let's go bay diều. Rồi chuẩn bị cho cất cánh bộ diều sáo siêu vip. Lên. Đang chăn diều đây. Nay chạy ra tới ngoài đây luôn các bạn. Chạy xa lắm rồi mới lên được con diều á. Đấy. Có rớt, đang rớt phải lo chạy đấy. Thôi ngốc vào đi. Rồi bơm thêm dây đi, bơm thêm dây, đúng rồi, cho nó ngóc, bơm thêm dây đi. Căng lắm. Đây con diều chúng ta đây. Trên bầu trời đang có 2, 3, 4, 5 2, 4, 6, 8, 10 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10 10 con diều đang bay cùng với con diều 4,6 m gắn sáo còng 3 thân carbon tre miệng trình châu ma mút. Đang bay trên cánh đồng diều vào một buổi chiều. Hiện tại con diều 4,5 m đang bay cùng với nhiều con diều khác trên bầu trời, đang gắn rất nhiều bộ sáo, đang gắn nhiều bộ sáo, nào là sáo chuông, sáo còng, sáo còi, sáo hòa âm, sáo còi tàu, sáo hòa bò,